Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng, có hướng chính là hướng Tây Nam, tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 300 triệu. Đây là chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Nhà được thiết kế 4 tầng, có ban công, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây là phía đường trước của ngôi nhà, ngõ rộng là 2,5 mét, hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái. Và ở phía trước kia, đó là đường chính, đường hai ô tô tránh nhau. Đấy. Từ phía trong ngôi nhà mà đi ra đấy thì là khoảng tầm 20 mét. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết của ngôi nhà để cho mọi người có thể biết. Thì chúng ta đang đứng ở phía trước của tầng 1. Toàn bộ hệ thống cửa chúng tôi là sử dụng là phía bên ngoài, đó là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và cửa phía bên trong, đó chính là cửa nhôm hệ cao cấp, cái cửa nhôm kính. Và tầng 1 là sẽ có thêm một cái cửa sổ như thế này, mở ra để lấy ánh sáng và lấy không khí. À, mọi người có thể quan sát kỹ. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng tầng để cho mọi người có thể nắm được rõ hơn. Ở tầng 1 của chúng ta thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một phòng khách. Đây, mọi người có thể quan sát kỹ toàn bộ cái không gian của ngôi nhà đây. Thiết kế rất là hợp lý, thoáng. Toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn LED. Hệ thống gạch ốp lát, gạch lát nền là sử dụng là gạch granite 60-60 hàng loại 1. Ở phía bên trong đây, phía tủ bếp là toàn bộ hệ thống tủ bếp chúng tôi là sử dụng là tủ bếp bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp này được sử dụng là bằng đá granite màu đen, rất là cao cấp. Hệ thống sen vòi chậu rửa là sử dụng là bằng inox 304 và là hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Ngay tầng 1 của chúng ta sẽ có thêm một cái khu nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh thì là sẽ có thêm cả cái máy bơm dùng để bơm nước sinh hoạt cho toàn bộ ngôi nhà. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thì đây là cái hướng để đi lên trên tầng 2 đây. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là cũng sử dụng là bằng đá granite cao cấp. Tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, chúng ta có thể là quan sát toàn bộ của cái ngôi nhà ở đây. Đó, rất là thoáng, chúng ta có cửa sổ mở ra phía bên ngoài. Và có ban công đây để lấy ánh sáng và không khí. Trần là sử dụng là trần thạch cao đèn LED. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Cửa rất là cao, rất là thoáng, rất là chắc chắn. Và đây là cái khu vực vệ sinh của tầng 2. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Tầng 3 thì sẽ có thiết kế là tương tự như tầng 2. Chúng ta sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Trần nhà là thạch cao, đèn LED. Cửa thông phòng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng đây. Phòng to này thì chúng ta có thể là thiết kế là phòng ngủ hoặc là phòng thờ cũng được. Tùy theo cái nhu cầu của gia đình, có cửa sổ mở ra hướng bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Cửa thông phòng. Và ở phía bên ngoài đây là chúng ta sẽ có thêm một cái khu vực để giặt đồ và làm sân phơi luôn. Đấy, chúng tôi đã thiết kế sẵn là cái hệ thống ống nước và dây điện để chờ để lắp máy giặt. Đây là hệ thống sân để phơi đồ. Đấy, mọi người có thể thấy là khu vực xung quanh là khu vực rất là đông dân cư, đầy đủ tất cả các tiện ích là trường học, bệnh viện, trạm xá, siêu thị. Tôi xin nhắc lại là chính chủ đang là cần bán nhà 30 m2 có hướng Tây Nam,
tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà được xây mới 4 tầng. Thiết kế là bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 300 triệu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả mọi người toàn bộ là chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn hoặc là xem nhà thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì có thể là chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản căn bản của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.